Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh tin mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh tin mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá sáng ngày 20 tháng 11 trên kênh tin mới 24 giờ. Quý vị thân mến, Thầy Park lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau trận hòa với Thái Lan. Trận hòa trước Thái Lan tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G tại vòng loại World Cup và tiếp tục duy trì chuỗi 18 trận bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á. Trên sân Mỹ Đình, Việt Nam và Thái Lan đã tạo ra một trận siêu kinh điển Đông Nam Á đầy hấp dẫn. Với tính chất quan trọng của vòng loại World Cup, cả Thái Lan và Việt Nam đều sử dụng các thế trận chặt chẽ và ưu tiên sự an toàn trên phần sân nhà. Dù vậy, các cơ hội nguy hiểm vẫn được tạo ra, mà tiêu biểu nhất chính là cú sút 11m không thành công của Thiratorn Bumathan và bàn thắng không được công nhận của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Kết quả một đều giữa Việt Nam và Thái Lan đã giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững được vị trí dẫn đầu của bảng G, vòng loại World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã có được 11 điểm sau 5 trận đã đấu, hơn vị trí thứ hai của Malaysia 2 điểm. Không những thế, huấn luyện viên Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam cũng tiếp tục duy trì được kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay, đó là tạo ra chuỗi 18 trận bất bại khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á. Chuỗi trận này bắt đầu từ cách đây 2 năm khi chúng ta đánh bại U23 Myanmar ở giải M150 Cup. Kể từ thời điểm đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dẫn dắt thêm cả U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu với 8 trên 10 đội bóng của Đông Nam Á và chúng ta vẫn chưa phải nhận bất kể một thất bại nào. Thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo là 14 trận thắng và 4 trận hòa khi chạm trán với các đội bóng trong cùng khu vực. Ấn tượng hơn nữa, chúng ta ghi được 37 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 6 lần. Những đội bóng từng ghi bàn vào lưới Việt Nam là Malaysia, Philippines và Indonesia. Trận hòa với Thái Lan cũng chính là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2019. Trận đấu tiếp theo của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò ở vòng loại World Cup 2022 sẽ đến vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 khi Việt Nam có chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil của Malaysia. Đội tuyển Việt Nam giữ vững thứ hạng lịch sử sau khi hòa Thái Lan. Với việc có được một trận hòa trước Thái Lan, Việt Nam vẫn tiếp tục giữ được vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA. Tối qua ngày 19 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam đã có cuộc tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022. Với tình thế hiện tại của bảng G, nếu không giành được 3 điểm trọn vẹn, Thái Lan hoàn toàn có thể đánh mất vị trí thứ hai vào tay của Malaysia. Với ý nghĩa quan trọng của đấu trường vòng loại World Cup, trận siêu kinh điển Đông Nam Á đã diễn ra với rất nhiều toan tính. Hai huấn luyện viên trưởng là Park Hang Seo và Akira Nishino đều bố trí đội hình chơi thấp và ưu tiên sự chặt chẽ. Chính vì vậy, kết quả hòa không đều cũng không gây ra quá nhiều bất ngờ. Thái Lan là đội sở hữu nguy hiểm nhất của trận đấu khi có cơ hội đối mặt với Văn Lâm trên chấm 11 m Dù vậy, sự xuất sắc của thủ thành mang áo số 23 đã giúp Việt Nam tránh được bàn thua. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã một lần đưa được bóng vào lưới của thủ thành Kawin, nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận. Với việc có được một trận hòa trước Thái Lan, Việt Nam vẫn tiếp tục giữ được vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA dù bị trừ 1,99 điểm từ 1.260 điểm xuống còn 1.258 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không bị Kyrgyzstan vượt qua khi trận đấu giữa đội bóng này và Tajikistan chưa kết thúc. Cần nhớ rằng vị trí thứ 94 là thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA trong 20 năm qua. Kỷ lục của chúng ta là thứ hạng 84 vào năm 1994. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò cũng tiếp tục giữ vững được vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng các đội bóng mạnh nhất châu Á. Ở bảng G World Cup hiện tại, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận đã đấu. Với Thái Lan, họ đã để mất vị trí thứ hai của mình vào tay của Malaysia khi đoàn quân của huấn luyện viên Tan Trinh Huê giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà trước Indonesia. Nóng Bị trợ lý huấn luyện viên Thái Lan khiêu khích thầy Park nổi đóa lao vào đối đầu. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đang diễn ra vô cùng căng thẳng, ngay cả khi nó đã kết thúc. Hai đội bóng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vẫn chưa thể phân thắng bại ở vòng loại World Cup 2022 sau kết quả tương tự lượt đi. Trận đấu được nhớ tới nhiều bởi những quyết định của trọng tài Ahmed Alkaf, nhưng cũng vô cùng căng thẳng vào thời điểm hai đội đã rời sân. Theo đó, một trong số 5 vị trợ lý của huấn luyện viên Akira Nishino được cho là đã có những lời lẽ khiêu khích bên ngoài đường biên. Ngay sau đó, huấn luyện viên Park Hang Seo đã lao đến trước mặt người đàn ông này, mặc dù tình huống chỉ dừng lại ở những lời qua tiếng lại giữa hai bên. Nhân vật gây rắc rối đầu tiên chính là ông Shasha Todik, quốc tịch Serbia, huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Thái Lan hiện tại. Rõ ràng đây là hành vi không đẹp bởi chính ông Nishino đã phải can thiệp và làm dịu tình hình với việc can ngăn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Chưa rõ thực hư câu chuyện lùm xùm mà ông Sasha Todik tạo ra là gì, nhưng đội bóng ở xứ sở chùa vàng đang đi ngược lại với những lời họ nói trước đây, từng chỉ trích Bùi Tiến Dũng. Có lẽ chúng ta sẽ rõ hơn về tình huống ở buổi họp báo sau trận và dù thế nào, đây cũng là điều đáng xấu hổ cho các vị khách. Hòa Thái Lan, Việt Nam cần bao nhiêu điểm nữa để đi tiếp ở World Cup 2022? Việt Nam vừa có trận hòa đầy căng thẳng trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu căng thẳng và cực kỳ khó khăn khi tiếp đón Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ năm bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tỷ số không đều là kết quả chung cuộc. Một điểm giành được ở trận này, Việt Nam vẫn duy trì ngôi đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận. Trong khi đó, Thái Lan có 8 điểm đã rơi xuống vị trí thứ 3 bởi Malaysia ở trận đấu cùng giờ đã thắng Indonesia 2-0 và vươn lên đứng nhì với 9 điểm. Với tình hình hiện tại, không khó để thấy rằng cục diện bảng G vẫn đang rất căng thẳng. Vậy muốn giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải giành được thêm bao nhiêu điểm? Theo thể thức thi đấu, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ ba, vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Chắc chắn mục tiêu của tuyển Việt Nam là ngôi đầu bảng. Khi ấy Việt Nam cần có ít nhất 20 điểm để nắm quyền tự quyết. Sau trận hòa Thái Lan, Việt Nam còn cách mục tiêu này 9 điểm trong 3 trận gặp UAE, Malaysia và Indonesia. Trường hợp muốn giành quyền đi tiếp với tư cách một trong bốn đội nhì bảng xuất sắc nhất, Việt Nam sẽ cần ít nhất 17 điểm, thống kê từ các kỳ World Cup trước. Như vậy, nếu thắng 2 và hòa một trong 3 trận còn lại, Việt Nam sẽ có cơ hội. Năm pha bước ngoặt trong trận Việt Nam-Thái Lan Trang First Park Asia đã bình luận về năm thời khắc mấu chốt giữa Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan đã có trận hòa không đều thứ hai tại vòng loại thứ hai châu Á FIFA World Cup 2022. Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đấu. Đặng Văn Lâm thành công cản phá cú phạt đền. Sau một khởi đầu chậm chạp, Thái Lan dần dần bắt kịp nhịp độ thi đấu và sau một pha tranh chấp bóng trong vòng cấm, trọng tài đã cho rằng cầu thủ Việt Nam phạm lỗi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Thiraton Bumathan đã thực hiện cú xuất phạt cho voi chiến, nhưng bóng đã dừng trọn vẹn trong tay Đặng Văn Lâm và đảm bảo tỷ số vẫn là không đều ở một giai đoạn quan trọng. Bàn thắng Việt Nam không được công nhận. Trọng tài lại một lần nữa ra quyết định đầy căng thẳng chỉ sau pha sút phạt đền vài phút. Lần này là ở khung thành Thái Lan khi đội tuyển Việt Nam dường như đã vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên cú sút này không được công nhận khi trọng tài cho rằng Thủ môn người Thái Lan Kawin Thamsachanan bị phạm lỗi khi tranh chấp bóng trước cầu môn. Thái Lan đáng lẽ có thể ghi được bàn thắng muộn màng. Các vị khách đã có được khá nhiều cơ hội trong 10 phút cuối của trận đấu và chúng đã có thể chuyển thành bàn thắng trong cự ly gần. Nhưng những thách thức của họ lại là Đặng Văn Lâm. Một lần nữa đã cứu thua cho Việt Nam và sau đó là Đoàn Văn Hậu, anh Dũng lăn xả để ngăn đường bóng, dường như chắc chắn sắp thành bàn. Paninya của Thái Lan đã không thể vượt qua những rào cản này. Cuộc đụng độ không diễn ra như dự kiến. đã có dự đoán rằng Nguyễn Quang Hải và Chanathip Songkrasin của Việt Nam và Thái Lan sẽ có nhiều pha tranh chấp kịch liệt, nhưng cuộc đụng độ Việt Nam Thái Lan hôm nay không nhận thấy nhiều kịch bản này. Chanathip đã có một vài khoảnh khắc kỳ diệu trong những cú chạm bóng của mình, nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Điều tương tự cũng có thể dùng để nói về Quang Hải. Thái Lan bị loại khỏi hai vị trí hàng đầu. Việt Nam có lẽ không cần một chiến thắng nhiều như Thái Lan cần trong trận này. Và chiến thắng của Malaysia trước Indonesia đồng nghĩa với việc Malaysia được chuyển lên vị trí thứ hai trong bảng G. Vô chiến hiện đang có 8 điểm sau 5 trận, trong khi Malaysia có 9 điểm và Việt Nam hiện tại dường như khá thoải mái với 11 điểm sau 5 trận. Trọng tài người Omen đã sai khi từ chối bàn thắng của Bùi Tiến Dũng. Xung quanh những tình huống gây tranh cãi trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại Mỹ Đình, giới trọng tài nội cho rằng bàn thắng không được công nhận của Bùi Tiến Dũng quả thật là pha bóng đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam vì cầu thủ chủ nhà không có lỗi trong tình huống đấy. Hai tình huống gây tranh cãi trong trận đấu, đầu tiên là pha bóng ở phút 26, tình huống mà trọng tài cho rằng cầu thủ Việt Nam phạm lỗi với Manu Beef của Thái Lan, nhưng đây là tình huống không có gì rõ ràng. Tiếp theo là pha bóng xảy ra ở phút 30. Thủ môn Cao bên phía đội khách chọn sai điểm rơi sau pha đá phạt góc của Quang Hải. Trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh đầu vào lưới trống nhưng bàn thắng không được công nhận cho đội tuyển Việt Nam. Do trọng tài cho rằng ngay trước đó, Đoàn Văn Hậu khi nhảy lên tranh bóng bổng đã va chạm với thủ môn Cao của đội Thái Lan và lỗi thuộc về Đoàn Văn Hậu. Ngay sau những tình huống nói trên, trên trang cá nhân của mình, cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng cảm thán: Quả phạt đền không có gì phải khóc, nhưng bàn thắng hụt thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Quan điểm của cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng có nghĩa là bàn thắng của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn hợp lệ. Sau đó ông Đinh Văn Dũng giải thích thêm. Đoàn Văn Hậu bật lên mà không tranh chấp với ai trước khi thủ môn Thái Lan lao ra cản bóng. Luật không quy định khu vực 5m50 là khu vực lợi thế của các thủ môn. Trong khi đó, cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm cho biết Tình huống được hưởng phạt đền của đội Thái Lan mà đội tuyển Việt Nam phải chịu khá giống với tình huống mà chính trọng tài Ahmed Ankaf người Oman từng thổi phạt đền đội U23 Việt Nam trong trận tứ kết gặp U23 Iraq tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2018 cũng do ông Ahmed Ankaf điều khiển. Cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm chia sẻ: Khi đó tôi ngồi ghế trưởng đoàn đội U23 Việt Nam và cũng không rõ ràng vì sao ông trọng tài người Oman cho U23 Iraq được hưởng phạt đền trong một pha tranh bóng bổng tương tự như pha tranh bóng bổng ở trận Việt Nam gặp Thái Lan vừa diễn ra. Tình huống không rõ ràng để thổi phạt đền. Nếu bàn thắng của Bùi Tiến Dũng được công nhận, tình thế trên sân có thể đã rất khác. Đồng thời đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng trước Thái Lan bởi chúng ta chơi phòng ngự rất kín kẽ và đội bóng đất chùa vàng rất khó xuyên thủng được hệ thống hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Còn về tình huống phạt đền, may mà thủ thành Đặng Văn Lâm cản phá thành công bằng ngược lại đội tuyển Việt Nam có thể xuống tinh thần và trận đấu có thể có thêm nhiều tranh cãi nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video, đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.